Bay sát mặt tôi rồi đấy. Vâng, nó bay chết sát mặt tôi đấy. Vâng, đây. À, đây. Nó bay sát mặt tôi rồi. Căn nhà này tôi sửa buổi chiều hôm nay là ở xã Đông Hòa, huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương. Căn nhà này của hai anh chị tương đối là mơ ước trong 4 năm trời, nó không trả đâu vào đâu cả. Nên tôi này quyết định giải cứu, công ty tôi giải cứu. Vâng. Đấy. Vâng. Tôi nếu mà căn nhà này thì nếu mà tường thuật như thế này ít nhất cũng phải là nửa tiếng nữa cho đến một tiếng nữa mới xong. Mà bây giờ trời nó tương đối là tối rồi đấy. Đấy, quý vị thấy không? Nó vào chít nó vào, nó vào nối với nhau nó vào luôn quý vị này. Bây giờ tôi sẽ quay gần lại cho quý vị coi. Nó sẽ nối với nhau nó vào nha. Vâng, bay nó bay ngoài này. Đấy, thấy không? Đấy. Vâng, đây tôi sẽ quay cho quý vị xem. Cũng xin lỗi quý vị là đoạt video vừa nãy là tự nhiên đã có một cuộc điện thoại đến, do tôi không tắt chế độ máy bay nên là nó bị gián đoạn một chút xíu quý vị. Vâng, đây tôi sẽ quay cho quý vị coi này. Đấy, nó bay theo đúng vòng tròn luôn. Bà chủ ông chủ này chọn đúng kỹ thuật rồi nhá. Thấy chưa? Vâng, đây nó quay thế này này. Úi giời ơi, úi giời, nó đi đâu nó vậy? À, vâng. Và tự nó quay. Vâng, giờ này nó vẫn còn như thế này đây quý vị. Nó sẽ một lát nữa ổn định gió một cái là sẽ nốc theo cơn lốc mà đi vào trong nhà yến thôi. Không có gì cả. Đúng rồi, nó đảo á. Nó đảo thang máy bên kia kìa. Nó đảo để lấy đà đấy. Vâng, bây giờ nó lại tiếp tục nó quay vào cái nhà yến này. Nó theo dòng gió nó hút lên. Vâng, bây giờ là hắn lại bắt đầu chuyển sang vào hai lỗ rồi, không còn một lỗ nữa đâu. Vì càng tối nó càng phải vào càng nhanh. Đây, quý vị đây. Càng tối nó vào càng nhanh nha quý vị. À, thực sự với ông chủ bà chủ hôm nay là thực tế là ông bà chủ nhìn thấy trực tiếp là tôi làm nhá. Mà hôm ông chủ bà chủ chỉ nhìn qua video mà thôi. Hôm nay thì ông chủ nhìn thấy thực tế đây rồi, không còn mà mơ hồ gì nữa. Thứ mấy rồi, nói đi. Tôi hy vọng rằng sau qua 4 năm đi thì tôi nghĩ rằng anh chị sẽ kết thúc cái hành trình sửa nhà yến trong ngôi nhà yến này. Bởi vì hôm nay tôi cũng làm chả còn gì để sửa nữa đâu. Không. Tôi làm hết rồi, chả còn gì để sửa cả. Mọi thứ đã được chuẩn chỉ rồi, giờ chỉ có vận hành máy yến mà thôi. Mấy cây cối nhiều quá. Đó, đấy, đấy, thấy không? Đó. Ông chủ đang đứng live stream nè. Vâng. Lấy số rồi. Bảo ấy nó một chút ấy. Cầu sữa nhà chim. Chút liên hệ. Anh chủ ở Bình Phước. Chắc đây, đây quý vị, giờ này rất là tối rồi thưa quý vị, thực sự là tối rồi đấy. Vâng, rất là tối rồi. Phút này là phút thứ 3 rồi. Bây giờ nó chuẩn bị nó vào rồi đấy quý vị. Nó vào cái hết cái nhảy yến này còn nhiều lắm, ở ngoài còn nhiều lắm. Đấy, tôi cũng nói với quý vị rằng là một cái điều mà chúng tôi đang phải cố gắng để làm để giải cứu các ngôi nhà yến thất bại hiện nay. Đồng thời song song chúng tôi cũng là tôi cũng cung cấp một số tư liệu cũng như là những cái kinh nghiệm của chúng tôi làm trong nhiều năm và nghiên cứu để cho quý vị tham khảo, để quý vị có thể tự sửa nhà yến của mình. Và bây giờ nó vào rồi quý vị ơi, nó vào kinh khủng lắm, nó nối với nhau nó vào. Và bây giờ nó sẽ vào liên tục cho mà coi, giống như cái vòi rồng đấy. Tất cả các hệ thống đường dẫn chúng tôi hoàn thiện cực kỳ luôn, chỉnh chu cho ngôi nhà yến này. Bây giờ thì các em nó không còn cơ hội để đi đâu khác nữa đâu. Giờ từ nãy giờ nó không, bây giờ sẽ không còn cơ hội đi nơi khác nữa, và bắt buộc thì các em mới cũ gì cũng phải chui vào đây mà thôi. Nó vào kinh khủng lắm. Bên kia nó còn rất là nhiều nhé quý vị. Nó vào trên kênh nước đen ngon.
cây số. Giờ như thế này là căn nhà yến này tôi chắp cánh mơ cả anh chị ở đây, cũng mơ ước căn nhà yến. Anh thì ở ngoài miền Bắc, còn đối chị thì ở miền Tây, nên lập nghiệp ở cái vùng Dầu Tiếng này, ngay vùng Hồ Dầu Tiếng. Khu vực đồng hồ Dầu Tiếng thì cũng tương đối là nhiều các nhà yến, là những ông đại gia, những ông bà đại gia, những ông chủ kỹ thuật làm đây rất là nhiều. Nhưng qua khảo sát thì tôi thấy tỷ lệ thành công cũng không có nhiều đâu, cũng ngoe ngoe lắm, chẳng đâu có đâu cả. Lý do đơn giản là không có kinh nghiệm, không có kỹ thuật, cứ làm nhà yến thôi. Và mọi sự sai lầm đều phải trả giá bằng tiền bạc hết quý vị. Nên quý vị có thể là nghiên cứu về yến trước khi quý vị đầu tư, xuống tiền đầu tư nha quý vị. Trời đã tối quá rồi, tôi có thể kết thúc video ở đây. Một lần nữa, công ty Yến Sào Đồng Vàng xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị video clip kế tiếp. Và cuộc hành trình kế tiếp chúng tôi sẽ đi về Bình Phước và đi về Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Tam Giang, Phan Thiết. Và chúng tôi quay về khu vực miền Trung Tây Nguyên. Chúng ta chỉ vào thôi, không còn chi nữa. Tôi xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị bằng video kế tiếp. Xin ái chào tạm biệt quý vị.